chuyện bữa bạn ơi. Đừng hỏi tổ quốc ta làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đừng hỏi tổ quốc ta làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đừng dành tương lai quê hương đang gọi mời, tuổi trẻ hôm nay chúng ta xây ngày mới. Dù lên rừng hay xuống biển, vượt bao dặm vượt gian khổ, tuổi trẻ kề vai vươn vai trên bước. Cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc.